Mấy lần trước á, là thầy đã chỉ cái thực tài là như thế nào, mình tu tập như thế nào là thầy đã nói qua hết rồi. Hôm nay á, là thầy nói đến những cái trở ngại. Thầy nói đến hai cái pháp này nó rất quan trọng, bởi vì nếu như mà mình không thấy được những cái trở ngại này á, thì nhiều khi mình tu mà nó rơi vào một cái tình trạng nào đó mà mình tưởng là mình đã đạt rồi, nhưng mà thực ra đó, cái này nó giúp cho mình thấy là tới đó nó cũng phải chưa phải. Cái thứ nhất á, là 10 cái trói buộc. Bởi vì á, từ lúc đầu cho đến bây giờ thầy vẫn chứng minh rằng á, là mình tất cả các pháp là mình đã có sẵn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi sắc thân hương vị xúc pháp, và tất cả mọi cái đó là mọi người đều có sẵn và như nhau. Nhưng mà khác nhau ở cái chỗ là mọi người dựng lên một cái bản ngã. Cái bản ngã đó, chính cái trói buộc đó, là cái bản ngã trói buộc. Chứ còn tất cả những cái pháp trên cuộc đời này á, mà nó đến với mình á, dù là cái pháp đó là được hay là mất, hơn hay thua, thành bại, vui khổ gì đó, thì cái đó là cái chung ở giữa cuộc đời. Cũng giống như mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông là chung của tất cả mọi người, chứ không phải là mùa xuân là riêng cho người này, mùa hạ là riêng cho người kia, mà xuân hạ thu đông là chung cho tất cả mọi người. Mắt tai mũi lưỡi thân ý là chung cho tất cả mọi người, sắc thân hương vị xúc pháp là chung cho tất cả mọi người. Nhưng mà là mỗi người á, mỗi người được giao cho tất cả những thứ đó, thì có người lại đau khổ mà có người là hạnh phúc. Mình phải nhìn ra cái chỗ đó. Còn nếu mà không nhìn ra chỗ đó thì mình là vô tình á, đôi lúc mình là tạo ra đau khổ thêm. Thay vì mình muốn đạt được hạnh phúc thì mình là tạo ra thêm đau khổ. Cho nên á, mình phải thấy ra được cái trói buộc là do đâu mà có. Cái trói buộc này không phải là mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thân hương vị xúc pháp gì trói buộc hết á. Cho nên người ta có cái câu, có cái vị giác ngộ đó, họ nói cái câu là chơn giác vô công, căn trần hà tội. Tức là thực ra căn trần là không có tội gì cả. Bây giờ thầy thường hay nói đó, bây giờ mình đứng đây này mà không tham sân si, không dính mắc, không có gì hết trơn thì không có cái gì tội hết. Tức là toàn bộ cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mình đây với là sắc thân hương vị xúc pháp là không có gì có tội hết. Không thể nào là nói là tại mùa xuân cho nên tôi mới khổ, không thể nói là tại mùa hạ cho nên tôi mới khổ, phải không? Mà cái khổ đó chính là cái bản ngã đối kháng hay là dính mắc trong cái mà mình thích hay là mình ghét. Mùa xuân mình thích thì mình dính mắc, mùa hạ mình ghét thì mình chống đối. Cho nên chính cái bản ngã mà sinh ra cái dính mắc và chống đối đó, đó mới là đau khổ, mới tạo ra đau khổ. Như vậy thì toàn bộ cuộc đời khi mình sinh ra là không có gì đau khổ cả, chỉ có cái bản ngã mới khởi lên đau khổ mà thôi. Mà mình phải nhớ cái điều đó, bởi vì nếu mình không nắm được cái điều đó đó thì mình cứ nói lung tung, rồi mình cứ đi tìm lung tung, nhưng mà rồi ấy, chính những cái mà mình đi tìm lại tạo ra cái đau khổ phiền não nữa. Thế nên cái điều này là cái điều hết sức là rõ ràng. Thế thì mình từ bữa hôm trước đến bữa nay ấy, thì thầy vẫn là đã nói cái điều đó, tức là chứng minh cái gì là thật, còn cái gì là bạn ngã tạo ra. Thế thì ở đây đó là thầy giới thiệu nó có nhiều cái pháp, nhưng mà những cái pháp này là những cái pháp mà có thể nói là được cô đồng lại thành ra là 10 cái sự trói buộc gọi là kiết sử. Sanyojana có nghĩa là trói buộc. Thì nó có 10 cái trói buộc. Trong đó đó, cái trói buộc thứ nhất là thân kiến. Tại sao mà cái trói buộc này được xem là trói buộc thứ nhất? Bởi vì như thế này này, bây giờ giả sử như thầy trở lại những cái mà thầy nói từ đầu. Mỗi người đang đứng đây, đang ngồi đây thì ai cũng mắc tai mũi lưỡi thân ý, và ai cũng là tai ai cũng đang nghe thầy nói. Tức là lỗ tai nghe âm thanh, phải không? Và đồng thời trong khi đó đó thì cái quạt mát á, thì cái thân xúc của mình thấy mát. Như vậy thì ở đây là coi như cái cảnh, coi như cả cái nội ngoài gì á là gần như tương đồng. Thầy có một cái ví dụ là thầy nói là bây giờ tự nhiên có một người ở ngoài nó nhảy vô đây,
cái chửi tán loạn hết trơn. Nhưng mà ở đây đó, người nào cũng nói người nào chửi ai chứ đâu phải chửi mình đâu, cho nên không buồn. Nhưng mà nghe hồi cái nói quả sao dường như chửi mình á. Ví dụ như vậy, cái bắt đầu mà hễ mà có cái chửi mình vào trong đó cả là bắt đầu mình nổi sân lên. Như vậy á thì cái cái mà tiếng chửi nó không phải đem lại khổ, mà cái bản ngã mới khởi lên á mới là đem lại đau khổ, chứ không phải là cái chửi đó. Cái bên ngoài đó chỉ là cái duyên thôi. Cái duyên đó không biết là nhân duyên sau đó mà bây giờ người đó chạy vô đây, thì cái trường đó mình không cần biết tới, khoan biết tới cái đó. Nhưng mà cái gốc chính mà đau khổ đó là do mình khởi lên bản ngã. Còn nếu mình không khởi lên bản ngã đó thì họ chửi mấy cũng không sao. Ví dụ như trường hợp Đức Phật, ngài ngồi thuyết pháp thì nàng Chinh Cha là tới là vu khống ngài đủ thứ, nhưng mà ngài vẫn hoàn toàn yên tĩnh thì đâu có sao đâu. Tức là ngài không có khởi lên cái bản ngã. Nhưng mà mình á, mình cũng là mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi thì cũng nghe cái lỗ tai nghe cái âm thanh chửi đó. Thì như vậy á, chỉ là mắt tai mũi lưỡi thân ý đối tiếp xúc với sắc tên hương vị xúc pháp thôi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà hễ có bản ngã khởi lên là có đau khổ. Thì cái chữ thân kiến này này, thân kiến này tức là tự nhiên mình thấy cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này là mình. Nếu như mà âm thanh vô thì vô lỗ tai, mà hình sắc vô thì vô con mắt, mà cái hương thì vô lỗ mũi, mà vị thì vô lỗ miệng. Nếu nó cứ vậy thôi á thì đâu có sao. Giả sử giờ mình đứng đây, tự nhiên có một cái mùi hương thơm bay qua xong rồi đi, nghe một tiếng chuông đánh nghe cái tiếng xong rồi nó qua rồi, cái tiếng chuông nó hết là qua là xong. Con mắt thấy cái vật sắc thì lát nữa là mình nhìn qua chỗ khác thì mình không thấy cái đó nữa. Tức là nó cứ có sinh có diệt, có sinh như việc mà trong cái sự tương giao như vậy thì đâu có cái gì đâu. Nó đâu trong đó nó có cái chỗ nào mà nói là khổ đâu. Nhưng mà con mắt mình nhìn thấy sắc, mình nói cái này không thích, mình nổi sân lên là mình khổ. Như vậy á, khi nào mà có một cái ý niệm bản ngã khởi lên, mà cái này nó không phải có sẵn, mà nó không biết ở đâu, nhưng mà hệ nó khởi lên thì khổ, mà không khởi lên thì thôi. Mình phải hiểu như vậy. Nếu mình hiểu như vậy á thì bây giờ mình đứng đây mà ai chửi mà mình không khởi lên thì khỏi khổ. Ai khen mà đừng có là tự hào lên thì khỏi khổ. Tức là không có khởi cái thân kiến. Thân kiến tức là xem cái pháp đây, cái pháp mà mắt tai mũi lưỡi thân ý đây, hay là thân thọ tâm pháp đây, hay là danh sắc đây là ta. Hay là nói một cách khác là cái quá trình mà mình nhìn thấy sắc, bữa hôm trước thầy nói ngũ uẩn á, mình mắt nhìn thấy sắc thì nó phát sinh ra ngũ uẩn, tức là có tiếp xúc thì có thọ, có thọ thì có tưởng thì có hành có thức. Như vậy á là tất cả những quá trình mà tiếp xúc giữa mắt với sắc, tai với âm thanh á thì luôn là tạo ra năm cái giai đoạn nhận thức. Nhưng mà cái giai đoạn nhận thức đó đó, nếu mà bình thường á thì giai đoạn nhận thức đó là không sao cả. Nếu mà không có những cái giai đoạn nhận thức đó mới lạ, thì lúc đó mình giống như gỗ đá đó chứ mình đâu có biết gì đâu. Nhưng mà mình có nhận thức, tức là có sắc, thọ, tượng, hành, thức là một quá trình nhận thức. Thì quá trình nhận thức đó là đúng. Ví dụ như mình ăn là một quá trình nhận thức, mình biết ngon, biết dở. Là mình là cái nào cũng có một cái quá trình nhận thức diễn ra như vậy. Nhưng mà hết quá trình này qua quá trình khác. Thì trong cuộc sống là luôn diễn biến những quá trình đó. Hết quá trình này qua quá trình khác. Thì á, như vậy á, thì nó ở cái hoạt động của mắt tai mũi lưỡi thân ý đối với sắc tân hương vị xúc pháp là những quá trình là tương giao vận hành, phải không? Là những quá trình tương giao vận hành, cho trong đó không có một trung tâm bản ngã nào cả. Thế nhưng mà mình vẫn tự dừng lên một cái bản ngã, cho nên á là khi tiếp xúc cái bản ngã nó khởi lên là tự nhiên mình đau khổ hay là hạnh phúc. Thực ra hạnh phúc đau khổ đều là do bản ngã dừng lên hết,
Chứ trên thực tế đó, chỉ có pháp chứ không có hạnh phúc đau khổ gì cả. Cái hạnh phúc á, cái hạnh phúc của mà Đức Phật ngài nói đó, là cái hạnh phúc này là một hạnh phúc gọi là Samti Paramang Sukhang, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý hoàn toàn tịch lặng, lặng lẽ tịch lặng này là không còn cái tham sân si, không còn cái bản ngã gì cả, thì lúc đó là Paramang Sukhang, tức là không phải là cái hạnh phúc mà như thử mình hạnh phúc với đau khổ, mà hạnh phúc này là hạnh phúc vượt ra ngoài khỏi cái mà mình cái ảo tưởng hạnh phúc và đau khổ do cái bản ngã tạo nên. Phải phân biệt ra cái điều đó thật kỹ. Cho nên đó, khi mà cái người nào mà có thể đủ cái trí tuệ, đủ cái sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là đủ thần trọng chú tâm quan sát để mà chỉ thấy hiện tượng xảy ra, chỉ thấy một cái hiện tượng xảy ra và vẫn có sự vận hành như thường, vẫn có sự tương tác như thường, nhưng mà trong đó không có đau khổ. Và thậm chí khi mà có bản ngã đó, thì cái bản ngã nó do cái bản ngã nó giới hạn trong cái này tôi thích, cái này tôi không thích, cho nên á nó mới là tạo ra phức tạp, với là tạo ra sự ngăn che. Cho nên sự ở đây gọi là trói buộc hoặc là ngăn che, tức là nó tạo ra sự ngăn che. Còn nếu như á, mà nó không có tạo ra sự ngăn che đó, cái biết đó đó với là cái tác dụng của nó nó sẽ trở nên vô cùng. Nhưng mà mình á, thì mình chỉ giới hạn trong cái thích và không thích, trong cái tầm của cái bản ngã thôi. Thành ra mình tưởng rằng là cố gắng của bản ngã của mình á, thì sẽ làm được chuyện này chuyện kia. Trên thực tế đó, cố gắng của bản ngã làm giới hạn cái khả năng vô cùng của pháp. Quý vị nhớ dùng cái điều đó. Càng nỗ lực cá nhân chừng nào để mà mình cho là thành đạt cái này, thành đạt cái kia, hạnh phúc cái này, hạnh phúc cái nọ đó, thì tất cả những cái đó thực ra chỉ làm giới hạn cái khả năng vô cùng của pháp. Mình phải nhận ra cái điều đó. Nếu không nhận ra điều đó thì vẫn cứ là tiếp tục nỗ lực cá nhân, mà nỗ lực cá nhân đó chính là cái thân kiến. Thì hóa ra là toàn bộ cái tu của mình lại phát xuất từ thân kiến. Thì là mà trong khi đó, cái bậc thánh đầu tiên là bậc Tu Đà Hoàn á, là cái bậc phải là dẹp được thân kiến. Tức là đối với một vị Tu Đà Hoàn á, là cái vị đó bây giờ không còn thấy cái bản ngã đó nữa, mà bất kỳ chuyện gì xảy ra thì cũng thấy đó chỉ là một cái diễn biến vận hành của ngũ uẩn thôi, qua sự tương giao của mắt với sắc, tai với âm thanh để thôi, chứ không có gì trong đó. Và hoàn toàn buông cái ngã ra một cái thì cái sự tương giao nó sẽ rất chính xác. Thầm thấy ví dụ như bây giờ mình nhìn cái này mà mình thích cái này là bởi vì mình thích ở cái giới hạn mình đặt ra là mình thích cái gì, do đó mình chỉ thấy cái đó thôi, mình chỉ thấy ngang cái đó thôi. Nhưng mà thực ra trong cái thực thể đó nó có những cái còn sâu xa hơn mà mình đâu có thấy. Tại sao mình không thấy? Là tại vì mình đã ngăn chặn cái thấy của mình lại trong cái giới hạn của cái bản ngã. Một cái người có thể là cái người mình ghét, cho nên mình nổi sân lên, mình muốn tiêu diệt họ đi, nhưng mà đâu phải họ chỉ là cái mà mình ghét thôi. Họ là cả những cái mà mình ghét cũng có, mà cái mà họ hay cũng có, nhiều cái tốt cũng có, có khả năng vô cùng. Mà lúc bấy giờ đó thì chỉ còn giới hạn trong cái bản ngã của người đó lúc đó. Vậy thì tại sao mà lúc đó mình chỉ muốn tiêu diệt cái người đó thôi? Là do đâu? Do bản ngã giới hạn lại. Do đó cái thân kiến này á, khi mà chưa mở ra được cái thân kiến này á, thì khó mà có thể là làm cái gì mà đúng được hết trơn. Kể cả tu càng tinh tấn chừng nào lại càng sai chừng đấy. Bởi vì cái tu trong cái thân kiến, tu để mà đạt được cái kết quả gì đó của bạn ngã mong muốn thì thành ra như không. Phải không? Thành á, ở đây chúng ta thấy là ngay cả đầu tiên cái hướng của tu tập đó là phải bỏ cái bản ngã, phải loại bỏ bản ngã. Nhưng mà không phải dễ. Loại bỏ bản ngã thì mình phải thần trọng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong lành để mà phát hiện nó ra, chứ còn không dễ gì mà phát hiện nó ra. Tức là nó tinh vi ghê lắm, cái bản ngã tinh vi ghê lắm, cho nên mình phải phát hiện nó ra. Cái khi mà mình không còn thấy là bản ngã, mà mình thấy đó là pháp,
thấy tất cả là pháp, thấy thấy mình cũng là pháp, thấy các đối tượng cũng là pháp. Cái lúc mà đã thấy như vậy rồi, đã bỏ được cái thân kiến rồi, thì lúc đó đó không còn hoài nghi, không còn hoài nghi. Tại vì hệ đã có bản ngã thì có hoài nghi. Bản ngã luôn luôn là có hoài nghi. Bởi vì sao? Bản ngã là luôn là đi vào sự lựa chọn. Pháp á, thì chỉ có pháp thôi. Pháp là nói như vậy là như vậy thôi, chứ đâu có gì để mà phải lựa chọn. Nhưng mà bản ngã khởi lên á, là có lựa chọn. Thí dụ như bây giờ tất cả các vị ở đây ngồi đây đó là pháp. Thì nếu nhìn tất cả đây là pháp á, thì không có gì lựa chọn cả, mà sẽ thấy là cái này người này màu đen, màu xanh, màu trắng, màu gì là như thế nào là đều thấy rất rõ, phải không? Nhưng mà không có lựa chọn gì cả. Mà không có lựa chọn gì cả thì có gì để phân vân nghi hoặc. Nhưng bây giờ nói rằng là không biết trong người mấy người này là người nào đẹp hơn. Nếu mà giả sử như muốn chọn một người đẹp thì là tức là phân vân rồi. Cho nên một khi mà mình đã bản ngã khởi lên thì luôn là có sự phân vân. Khi nào mà không còn bản ngã mới không còn phân vân, chứ còn hệ còn bản ngã là luôn còn phân vân. Cho nên ấy, khi mà thân kiến đã không còn thân kiến đó, thì không còn hoài nghi. Thứ ba đó là giới cấm thủ. Cái chữ này á, từ chú dạy cho đến tất cả các vị giảng sư đều dạng rằng là giới cấm thủ đó tức là chấp thụ vào cái nghi lễ, mà ám chỉ là cái nghi lễ của ngoại đạo, những cái lễ nghi rồi này nọ đó, nhưng mà không phải. Tất nhiên là cái đó là đương nhiên rồi, bởi vì cái đó là một cái phần đó nó quá rõ, cho nên nó bị giải thích như vậy quá rõ. Nhưng mà nó rất vi tế chứ không phải là đơn giản như vậy. Vi tế là như thế này này, chữ si lắp bà ta này đó là nó nguyên cái từ của nó là si lạ văn tú. Cái từ á, cái tức là cái danh từ nguyên của nó là si lạ văn tú. Si lạ văn tú là người có đức hạnh, tức là đức hạnh. Còn cái chữ mà paramasa này á, có nghĩa là dính mắc. Thì bây giờ một cái người mà giữ giới, cố để cho mình là giữ giới làm sao mà để cho trong sạch, dính mắc vào sự trong sạch đó, cái đó chính là silabbata paramasa. Tức là thay vì cái giới là một cái chuyện tự nhiên, ví dụ như bây giờ mình thầy ví dụ đó, thầy nói giờ thầy khát nước, thầy muốn uống nước, thầy đương nhiên thầy phải thần trọng có cái nước ở đâu để thầy cầm thầy uống. Thì cái hành động mà thần trọng đó là giới. Tức quá cái muốn chửi người ta, nhưng mà khi mới định chửi đó thì đã thần trọng rồi, thì tất nhiên là sẽ không chửi nữa, phải không? Phải thần trọng chú tâm quan sát rồi thì sẽ không chửi nữa. Cho nên á, bữa hôm trước thầy cứ nhắc đi nhắc lại đó, cái giới nó không phải là nằm riêng mà để cho giới cho xong rồi mới sinh tuệ, sinh định sinh tuệ. Mà cái giới đó là giới với định tuệ đó là nó phải đi chung với nhau. Cho nên á, một người mà giữ giới được á, là khi nào mà họ có trí tuệ, có tâm định. Cho nên cái giới định tuệ là ba cái đó, nó phải đi chung với nhau thì nó mới thành tựu một việc gì đó. Ví dụ như thầy lấy ví dụ như thế này là giả sử như hôm trước thầy có lấy cái ví dụ cái tấm kiến đó, cái giá của tấm kiến đó, cái giá của tấm kiến đó là giới, thì mới để tấm kiến lên đó, nó mới ổn định, cho nên nó là định. Rồi cái mặt kiến nó mới là soi được, gọi là tuệ. Nhưng mà cái giá kiến không bao giờ sinh ra được cái kiến. Cái kiến cũng cái khung kiến đó cũng không bao giờ sinh ra được cái mặt kiến. Một cái đó là mỗi cái mỗi khác nhau. Nhưng mà không có ba cái này hợp lại đó thì cho dù có mặt kiến cũng thấy, mặt kiến mà nó cứ rung rung này là làm sao mà nó soi được cái gì? Do đó nếu mà cái giá đó mà nó bị hư. Cái giá đó là nó bị theo bằng nó đứng không vững mà nó cứ thất leo, nó cứ nghiêng qua nghiêng lại thì cái kiến nó sẽ không đứng yên. Mà cái kiến không đứng yên thì vẫn không thấy hình được. Như vậy ba yếu tố đó nó phải luôn luôn đi kèm với nhau, chứ không phải là cái này sinh cái kia. Nhưng mà sinh ở đây có nghĩa là nó nương tựa vào nhau. Vì vậy cho nên không phải là khi một người mà chấp cái hình thức
chấp vào giới luật, chấp vào cái đức hạnh của mình, thì cái người đó chưa thể nào thấy pháp. Bởi vì thấy cái đức hạnh là cá nhân mà, thì đó vẫn là thấy cá nhân chứ đâu phải thấy pháp. Quý vị có thấy rõ điều đó không? Đó. Cho nên á, nhiều nếu mà cái người mà không hiểu cho nó rõ đó, mà hiểu lầm á, thì cứ giữ giới cho chết luôn mà vẫn không tới đâu hết. Vì thế nó còn kẹt thêm nữa. Bởi vì á, cái Sila Văn Tu này là cái người mà là giới đức, người có đức hạnh, người có đạo đức, gọi là Sila Văn Tu. Thành nó dính mắc trong giới đức. Nó mà chẳng phải là chỉ là những cái mà cái nghi lễ ngoài đạo. Nghi lễ thì cái đó quá ai cũng biết rồi. Mà ai mà không có chấp nghi lễ, không có chấp hình thức, và trong đó đó là cái hình thức mà sâu nhất, vi tế nhất, đó là giới luật. Cho nên cái người mà tu tập mà thông hiểu giới luật rồi á, thì tự nhiên là thấy cái gì cũng giới luật hết, mà cái gì cũng không giới luật hết. Thì có bản ngã khởi lên là có đúng sai, còn có bản ngã thì cái đó là thuộc về pháp. Pháp là nó sẽ tự vận hành đúng hết, chứ không có gì sai. Thì theo như trong kinh nói đó, là khi một cái vị mà đắc tu đạo hoàng á, thì không còn thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì cái điều đó mình thấy rất là rõ ràng, nó rất là chặt chẽ. Bởi vì một cái vị mà không còn chấp vào bản ngã nữa, chỉ thấy tất cả chỉ là pháp vận hành trong cái ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức, hay là sâu hơn một chút xíu nữa thì thấy là thập nhị nhân duyên, hay là tiến trình tâm, thì là một cái sự tương giao rất là rõ ràng. Thì trong cái cuốn mà Thực Tại Hiện Tiền thầy có nói rất rõ cái đó. Thì cái vị mà tu đạo hoàng đó là cái vị đã sống, bắt đầu là sống thuần pháp. Thì thầy cũng nhắc một cái điều này, trên nhận thức, trên ý thức thì vị đó không còn thấy bản ngã nữa, tức là vị đó không còn chủ trương là bản ngã nữa. Nhưng mà cái bản ngã mà ngủ ngầm á, cái bản ngã ngủ ngầm tức là cái đó là nó trở thành cái tập khí rồi. Trở thành cái tập khí rồi thì nó chỉ cần mà sơ suất một chút là nó khởi lên lại. Nhưng mà khởi lên lại đó thì lúc đó vị đó biết là bản ngã. Chẳng không còn chấp là bản ngã. Hai cái đó khác nhau nghe. Có thể là khởi lên bản ngã, nhưng mà biết liền là đó là bản ngã liền. Biết liền đó là cái giả, chứ không phải là cái pháp thật. Cho nên vị tu đạo hoàng á là cái vị mà không còn bị là sai lầm nữa, nhưng mà vị đó sẵn sàng đối diện với cái ngã, mà cái ngã tập khí bên trong á. Nhưng mà cái đó là bây giờ vị đó thấy rõ ràng là ngã rồi, chứ không phải là hồi xưa đó. Hồi xưa đó thì là đứng trên cái lập trường của cái bản ngã đó, thì cũng không thấy mình là bản ngã, thấy mình là tất cả chứ không phải là bản ngã. Nhưng bây giờ đứng trên pháp á, thì vì đó thấy tất cả những cái khởi lên hình thành cái bản ngã như thế nào là vì đó thấy hết. Thì cái vị tu đạo hoàng là như vậy. Thì bây giờ đó, cái bản ngã mà tập khí đó, thì nó có thể xuất hiện dưới những cái hình thức. Ví dụ như bây giờ mình lấy hai hình thức thôi. Hai hình thức là dục ái và sân hận. Tức là vẫn còn thích. Ví dụ như bây giờ ăn ngon là vẫn thích, phải không? Mà ăn dở là không thích. Như vậy là có dục ái và sân hận. Thế thì cái vị tu đạo hoàng rồi, một vị thánh tu đạo hoàng rồi, vẫn còn cái này. Thậm chí đó, một vị thánh tu đạo hoàng đó vẫn có vợ, có chồng, có con cái, ví dụ như là nàng Visakha, hay là ông Cấp Cô Độc, hay là rất nhiều cái vị thánh khác vẫn có gia đình, vẫn có vợ con đồ đàng hoàng, mà vẫn sân đàng hoàng, chứ không phải là không sân. Nhưng mà cái vị đó đó sân là biết, chứ vị đó không có xem, không cho là bản ngã, tức là vị đó thấy ra đó là bản ngã chứ không phải đó là pháp, thấy ra rất là rõ. Nhưng mà vẫn còn có thích. Thậm chí đó là có nhiều cái vị, à có hai cái bà Miga đó, đó. Có một hôm ngài A Nan đi bát, thì bà Miga đó bà nói bà ra bà để bát, xong rồi bà nói
bạch về với ngài A-nan nói là tại sao mà cầu của con là một cái người mà sống vẫn vẫn còn là ham thích, nghĩa là đang kêu bằng đang hưởng cái ngũ dục, tức là vẫn sống vẫn thích màu sắc âm thanh vị ngon rồi đó, đại khái vậy. Mà Đức Phật cũng nói là đắc tu đâu hơn, còn mà cha của con á là tu hành rất là tinh tấn, rất là nghiêm túc, mà Đức Phật nói cũng chỉ đắc tu đâu hơn thôi. Thế thì là ngài A Nan nói cái này thì ta cũng không biết, thì ta về ta hỏi Đức Phật. Để về hỏi Đức Phật á, thì khi mà ngài A Nan về hỏi Đức Phật á, thì Đức Phật ngài mới nói là làm sao mà Miga mà có thể hiểu được cái chuyện đó, thì chỉ có Như Lai với những bậc mà tương đương với Như Lai mới biết được cái trình độ của chúng sanh thôi. Nhưng mà sau đó đó ngài có mở ra cho thấy một cái, thì ngài nói rằng là bởi vì cái ông cầu á, mặc dù ông sống như vậy nhưng mà ông là cái căn cơ của ông là căn cơ trí tuệ, cho nên mặc dù ông vẫn ăn ngon, ông vẫn thích ngon, nhưng mà ông biết trí tuệ, tức là ông vẫn thấy rõ đó là bản ngã, đó là ái dục, thành ra ông không hoàn toàn bị chìm đắm trong đó. Còn cái vị kia đó thì nghiêm túc thì bây giờ không có cần sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài nữa, thì vì đó thanh tịnh. Nhưng mà vị này thanh tịnh như vậy mà không có bản ngã, cho nên vẫn là đắc tu đạo hương như nhau. Nhưng mà hai người thì hai cái đời sống hoàn toàn khác nhau. Một người thì vẫn còn là vui chơi đồ bình thường, còn một người thì rất là nghiêm túc. Nhưng mà hai người thì người nào cũng đắc tu đạo hương. Do đó mình thấy là cái đắc tu đạo hương ở đây đó, tức là không còn thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, chứ còn là dục ái sân hận thì vẫn cứ còn. Nên khi mà cái dục ái và sân hận này đó, khi mà nó được giảm thiểu xuống á, đến một mức độ nào đó đó, tức là cái vị đó có thể là làm chủ được cái ham thích của mình. Ví dụ như mình ăn ngon thì cũng thích, nhưng mà hoàn toàn làm chủ. Ai nói thì cũng vẫn có thể là không, bởi vì nó có hai cái sân. Cái sân là một cái đùng chàm của bạn ngã là cái khác, còn cái sân là của một cái mà bị gây rối là khác. Tức là bị làm cho người ta bực mình, bị quấy rầy làm cho người ta bực mình, thì cái bực mình đó là do pháp, do cái duyên sinh, chứ cái đó không phải là do bản ngã sinh. Quý vị phải hiểu cái đó nghe. Ví dụ như có một cái hôm đó là có nhiều người họ tới là họ đòi ý kiến Đức Phật, nhưng mà Đức Phật ngài biết quá rõ là cái mấy người này là tới là chỉ để mà cầu xin cái này cái nọ thôi, chứ không có học pháp, không có. Mấy cái người này nó hoàn toàn đến không phải vì một chút xíu gì về pháp hết á. Thì Đức Phật ngài biết rất rõ như vậy, cho nên ngài nói không biết cái lúc đó là ngài A Nan hay vị nào đó là vào bạch với Đức Phật. Đức Phật ngài nói không, Như Lai không có tiếp những người đó. A Nan ra nói mấy người họ năn nỉ thì chạy vô nói lại, nói bạch Đức Thế Tôn, nhưng mà họ năn nỉ quá nói không, Như Lai đã nói rồi. Nói là không, những người này Như Lai không có liên hệ gì tới Như Lai, mấy người này không liên hệ gì tới Như Lai, thành cứ nói họ đi. Tức là nếu như mà bị quấy rầy thì cũng bực mình, nhưng mà cái bực mình này là không phải là sân, không phải là cái sân mà theo cái kiểu như một cái bản ngã. Thì khi mà hai cái này mà giảm bớt đi á, thì cái vị đó đắc Tư Đà Hàm. Và khi cả hai cái này đều hết luôn á, thì vị đó đắc A Na Hàm. Thì thầy nhắc lại này, cái đắc đạo quả ở đây á, nó không phải là một cái địa vị, không phải là một cái địa vị, mà là cái người đó đã bớt được bao nhiêu cái trói buộc. Cho nên á, thầy nhắc một cái điều này rất quan trọng này, là chỉ có Đức Phật mới có quyền nói ai đắc tu đà hoàng, ai tư đà hàm, ai a la hàm, a la hán thôi, chứ không có người nào tự xưng mình là a la hán hay tu đà hoàng, tư đà hàm được cả. Nhưng mà vì đó có quyền nói như thế này, nói rằng bây giờ tôi thấy là vì đó thấy không còn việc gì để làm được cả. Vì đó thấy hoàn toàn là mình bây giờ không còn cái chuyện gì để mà phải là diệt tham sân si, hay là mình cần phải tu giới định tuệ gì nữa cả. Bây giờ vì đó buông ra ngay đó là hết rồi. Cho nên bây giờ vì đó thông dong tự tại đi lui đi tới được, thì vì đó có thể nói rằng là tôi bây giờ tôi không còn cái gánh nặng gì nữa cả, tôi đã buông hết gánh nặng rồi. Vì đó nói vậy thì được, tức là nói cái diễn tả cái trạng thái của mình thì được,
nhưng mà vị đó không có quyền nói tôi là đắc quả tu a la hán rồi. Nếu mà cái vị nào mà nói là đắc, tự xưng mình là đắc quả a la hán là theo trung luật á, là bị phạm cái giới gọi là phạm giới bất cung trụ, tức là cái giới này đó là cái giới mà khoe pháp bậc cao nhân, khoe pháp bậc cao nhân. Bốn cái điều bất cung trụ là có một cái điều gọi là khoe pháp bậc cao nhân. Vì đó tu tới đâu á thì có quyền chia sẻ cái tu tập của mình. Cái ngang đầu là cái nó là để Phật nói thôi. Cái mà đưa ra mấy kiết sự đây đó để Đức Phật dùng cái này này để như một cái thước đo để mà cho biết là cái người nó đã bỏ được cái gì. À, cái người mà đã bỏ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ là vì đó là tu được hơn. À, bớt được cái dục ái và sân hận á thì là tu đạo hoàng, mà dẹp được năm cái này á, gọi là a la hán, và dẹp được năm cái giới này nữa thì là một vị a la hán, tức là hoàn toàn là không còn gì việc gì để làm nữa. Thì ở đây đó nó có hai cái tiếp đây này là sắc ái và vô sắc ái. Cái điều này đó để thầy nhấn mạnh lại một lần nữa, nếu như nói rằng thiền định mà đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đắc thiền hữu sắc và vô sắc, mà cho rằng á là nó có lợi ích cho đạo quả thì tại sao ở đây lại phải diệt? Tại sao ở đây lại phải diệt sắc ái vô sắc ái? Tức là còn ham thích trong thiền định sắc giới hay là vô sắc giới thì là vẫn còn bị trói buộc, không thể nào mà hoàn toàn giác ngộ giải thoát được. Thì ở trong chương 8 thầy nhắc lại, trong chương 8 cái cuốn mà sống trong thực tại á, trong cái chương 8 là thầy nói rất rõ về thiền định. Cái định gì mới thực sự là cái định mà nó hỗ trợ cho trong ba cái đó, trong giới định tuệ đó nó hỗ trợ với nhau. Còn cái định gì là định phá hoại? Cái định càng đắc chừng nào thì càng phá hoại con đường giác ngộ giải thoát chừng đó. Cho nên Đức Phật ngài mới là mới hai cái này là vẫn còn là trói buộc. Chứ còn nếu không thì nó, nếu nói là nó giúp cho đạo quả thì tại sao đưa vô cái trói buộc đấy? Rõ ràng là thiền định sắc giới và vô sắc giới, tức là đắc cả bốn cái thiền này, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền này, và bốn cái thiền vô sắc, tức là không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, phi tượng phi sở hữu xứ, cả những cái thiền định này đó là đều là vẫn còn cái là sợi dây trói buộc. Nhưng mà thầy phân biệt cái chỗ này này, thầy phân biệt rất là rõ. Có người nói rằng á là nếu mình không hành thiền định á thì mình làm sao mà mình có thể đạt được cái những cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được? Điều đó hoàn toàn sai. Bởi vì như thế này, khi mà một cái người mà đã trở lại với chính mình, tức là chánh niệm tỉnh giác, bây giờ mình chỉ nói một người chánh niệm tỉnh giác thôi, chứ chưa nói tới cái gì cao, một người chỉ chánh niệm tỉnh giác thôi, tức là đã ly dục ly bất thiện pháp rồi. Mà sơ thiền là gì? Sơ thiền là ly dục ly bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Vậy thì bây giờ một cái người mà chánh niệm tỉnh giác đang đứng đây, chỉ thấy là mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp trong cái đời sống bình thường vậy thôi, nhưng mà không hề, bởi vì đã chánh niệm tỉnh giác rồi á, thì nó không có cái khởi lên cái dục và bất thiện pháp, thì như vậy á, ngay cái tâm đó đã là tâm sơ thiền rồi. Bởi vì á, các cái vị như Đức Phật ngài nói đó, ngài đi kinh hành trong sơ thiền, phần lớn là các vị họ đi kinh hành trong sơ thiền, nghĩa là họ là trạng thái bình thường thôi, chứ đừng có nghĩ sơ thiền là một cái gì ghê gớm. Giả sử như bây giờ không có chuyện gì cả, vì làm việc xong rồi bây giờ ngồi nghỉ ngơi, trong khi nghỉ ngơi đó hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác, không có dục, không có bất thiện pháp, và ngồi hoàn toàn buông cái bản ngã ra, thì lúc đó nó sẽ vào định rất dễ dàng, vào định sơ thiền. Và cái sơ thiền á là cái chuyện dễ rồi, nhưng mà hệ vô sơ thiền được rồi á thì nó càng lắng xuống một cái á, thì nó sẽ không cần tâm tứ nữa. Chứ không phải là
không phải là vô có một cái nhị thiền riêng đâu nghe. Tức là chỉ cần sơ thiền, mà cái sơ thiền đó nó rơi đi cái mà tầm tứ thì thành nhị thiền. Nó không cần cái hỷ lạc nữa thì nó thành tam thiền. Chứ không phải là phải đi tu một cái tam thiền hay là đi tu một cái nhị thiền gì cả. Chứ thôi người ta tưởng lầm, người ta tưởng là tôi bây giờ tôi cố gắng để tôi vô nhị thiền, tôi cố gắng để đi tôi vô tam thiền. Cái thiền gì? Cái thiền đó là cái thiền của bạn ngã, thiền của bạn ngã, cho nên mới ngồi mà tính là cái này là nhị thiền, cái kia tam thiền. Còn cái thiền bình thường á, là bây giờ mình ly dục ly bậc thiền pháp này, và rõ ràng mình ngồi đây không có dục này, không có tham này, không có sân này, không có trào cự này, không có hồn trầm thủy miên này, không có nghi, thì lúc đó là sơ thiền với gì nữa, phải không? Bây giờ buông ra thì cứ buông ra rồi kiểm tra lại coi. Bây giờ ngồi buông ra đi, buông ra rồi cứ kiểm tra lại coi. Nếu kiểm tra mà không thấy có tham, không thấy có sân, không thấy có trào cử, không thấy có hôn trầm, và không có thấy có nghi hoặc gì cả, hoàn toàn ổn định, thì như vậy là sơ thiền rồi. Cái trạng thái bình thường đó chính là sơ thiền, chẳng phải là cái gì ghê gớm. Thì khi mà cái trạng thái sơ thiền đó mà một người có thể ngồi buông ra thì không cần tâm tứ mà nó vẫn định, thì gọi là nhị thiền. Không cần qua hỷ nữa mà vẫn định thì gọi là tam thiền. Và bây giờ hoàn toàn một cái tâm hoàn toàn là ổn định và một tâm xả hoàn toàn thì là tứ thiền. Mà cái đó là một cái tâm nó đi theo cái lắng dịu của pháp. Tức là giờ mình không có lăng xăng, mình không có làm gì cả, thì tự nhiên nó lắng dịu xuống, thì nó sẽ đi theo cái lắng dịu tự nhiên của pháp, thì cái đó mới thật sự là chánh định. Còn nếu như mình ngồi mà mình nói là tôi cố gắng thế này, tôi cố gắng thế kia để mà đắc sơ thiền, rồi tôi chuyển qua cái này để đắc nhị thiền, là thiền đó là thiền của bạn ngã, đó không phải là chánh định. Thì chính cái loài thiền này này là loài thiền trở ngại cho trí tuệ, trở ngại cho đạo quả. Cho nên vừa rồi có một người đệ tử của thầy, bởi vì thứ sáu thì thầy lên trên viên không thầy giảng, còn hình như chủ nhật thì sư Hộ Pháp giảng. Thì bữa đó sư Hộ Pháp sư giảng một cái người đệ tử của thầy, bởi vì thầy cũng nói như vậy, thầy nói như vậy đó, thì một người đệ tử mới gọi điện thoại xuống cho thầy, nói sư thúc nói giống y như thầy. Sư thúc nói giống y như thầy, vì sư thúc nói là khi một cái người mà đã đắc định rồi đó, mà bây giờ đó mà muốn tu thiền tuệ đó, thì phải dùng pháp thiền tuệ để mà dạy cái thiền định nó đi. Chứ nếu không dạy nó đi đó, là nó vẫn cứ còn mãi cái mà sắc ái vô sắc ái. Cho nên á, không phải là dùng thiền định để mà tu qua thiền tuệ đâu á, mà phải dạy cái thiền định đi mới là vào được thiền tuệ. Dễ sợ vậy đó. Không dạy đi á, là vẫn còn kẹt. Chứ còn ai mà nói rằng là dùng cái tâm định để mà vào thiền tuệ là chuyện đó không có đâu, không bao giờ có chuyện đó. Thầy lấy ví dụ á, thiền định mà đi vào thiền tuệ á, thì cũng giống như thầy muốn coi cái cửa sổ này như thế nào, mà là thầy đứng xoay lưng lại. Làm sao mà xoay lưng lại mà lại coi cửa sổ thế nào? Bởi vì cái người định là cái người không còn muốn coi cái gì nữa, thì làm sao mà thấy được các pháp nó vận hành? Nhưng mà cái định trong tuệ nó khác à. Cái định trong tuệ thì ngay nơi cái chỗ mà thầy quan sát cái này thì nó đã có ổn định trong đó rồi, có định trong đó. Không có định làm sao? Bây giờ thầy muốn quan sát nhưng mà cái tâm mình để đâu á, thì làm sao mà thầy quan sát cái này được? Thành ra trong tuệ phải có định. Cho nên giới định tuệ thầy đã nói rồi, giới định tuệ là ba yếu tố đó nó là hoàn toàn đi chung với nhau, không có cất cái một cái nào mà nó lại còn cái kia được. Còn bên kia là có vẻ như là cái định nó sinh ra tuệ, xong rồi cái tuệ nó sinh ra cái giới nó sinh ra định, rồi cái định nó sinh ra tuệ, tức là sau đó không hai cái trước không cần nữa. À, không phải như vậy. Trong giới định tuệ nó vẫn là đi chung với nhau, không bao giờ là không có. Chỉ có khi một cái người đã hoàn toàn buông ra hết rồi, thì lúc đó giới định tuệ nó trở thành là sáng suốt định tĩnh trong lành. Tức là nó không còn cái hình thức gì là giới định tuệ nữa cả. Cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó là cái tự nhiên của cái tánh biết rồi. Lúc đó hoàn toàn không cần gì tới mình làm gì hết á, là nó cũng là tự nhiên như vậy.
Thành ra là cái vấn đề mà thiền định đó là một vấn đề mà vẫn là còn nhiều người vẫn còn bàn cãi, nhưng mà thầy thì thầy thấy cái chuyện đó nó quá rõ ràng. Chính vì vậy cho nên người đệ tử mà khi nghe sư pháp xác định điều đó thì người Phật tử gọi điện thoại về cho thầy liền, nói sư thúc cũng nói như thầy vậy. Tức là nói theo kinh điển vẫn đúng y như vậy, chứ không phải là thầy nói mà thầy tự ý mình thầy nói đâu. Bởi vì cái chuyện đó nó quá rõ ràng. Thầy có một ví dụ khác nữa. Đây này, một ví dụ là thế này. Một cái ông cảnh sát được đưa tới cái khu vực đó để điều tra ăn trộm, vì ở đó có xảy ra nhiều vụ ăn trộm. Thế nhưng mà khi mà ông cảnh sát đó, ông tới đó đó, thì ông ra lệnh đó là hoàn toàn giới nghiêm. Trong thời gian mà ông đi điều tra là không có được ai đụng đại gì, thì làm sao mà ông bắt được ăn trộm? Lúc đó làm sao mà ông bắt được ăn trộm được? Thế ông phải để cho ăn trộm nó đi rồi nó mới lấy cái gì rồi ông mới bắt được quả tang nhé. Thì cũng như cái thân thọ tâm pháp á, nó phải hoạt động tự nhiên mình mới thấy ra rõ cái vô thường khổ vô ngã nhé. Chứ bây giờ mình định rồi thấy thường rồi, thấy lạc rồi, thấy ngã rồi mà còn thấy vô thường khổ vô ngã ở chỗ nào được? Bởi vì anh muốn định á là cái bản ngã anh muốn định rồi, như vậy nó là ngã rồi. Mà định tức là thường, phải không? Mình muốn định tức là mình muốn thường. Đó là lý do vì sao mà trong kinh Phạm Võng đó là có 62 tà kiến. Thì phần lớn những cái tà kiến đó, đó là do những người đắc định mà chủ trương. Dễ sợ chưa? Bởi vì sao? Bởi vì khi mà họ đã đắc định rồi á là chủ trương thường kiến ngay. Đó, quý vị cứ coi lại cái kinh Phạm Võng mà coi. Vô đầu tiên cái là Đức Phật ngài nói những cái quan niệm mà thường kiến đó, phát xuất từ do những cái vị mà đắc thiền rất cao. Không phải là thấy một kiếp trước mà thấy 200.000 kiếp trước. Do thấy 200.000 kiếp trước cho nên mới chủ trương rằng là thường, gọi là thường kiến. Đó, vậy đó. Cho nên đó, là khi mà mình đã ở trong thiền định đó, là đã coi chừng là đã bị rơi vào cái thường lạc. Có lạc không? Trong thiền định nó lạc rồi, thường lạc và ngã rồi. Mà thiền tuệ đó thì thấy vô thường khổ vô ngã, nghĩa là nó ngược lại hẳn với thiền định. Nhưng mà thầy vẫn xác định rằng là có định chứ không phải là không có định, nhưng mà không phải là cái định loại đó, không, nó là cái loại chánh định kia, chứ không phải là cái loại chánh, là loại cái định đó. Ngã màng ở đây đó, bởi vì á hễ mà còn cái ngã đó thì còn ngã màng thì cái đó không nói rồi. Nhưng mà cái màng ở đây á, bởi vì năm cái mà hạ phần kiết sử này đó là nó lên cao rồi, lên trên là lên cái bậc cao là đắc toàn định, đắc định rồi không á. Thế nên cái ngã màng này đó là cái ngã màng còn thấy nó cái vi tế lắm. Ví dụ nó vì đó thấy là mình vẫn còn cái tức là vì đó vẫn còn có cái so sánh. Khi mà vì đó nói là mình chưa hoàn toàn giải thoát, nói về tức là đã có ngã màng. Thật ra đó, nếu mà người buông ra đó thì nói là sao, là nói cứ vậy thôi. Nhưng mà khi cái vị đó đã nói rằng là mình chưa hoàn toàn là giải thoát, tức là có ngã màng rồi. Ngã màng tức là gì? Tức là vẫn còn so sánh với một trạng thái khác, còn so sánh mình với một trạng thái khác. Cái vị mà đã tới ngang đây rồi là A-na-hàm rồi, nhưng mà cái vị A-na-hàm đó vẫn còn nói mình là đã qua khỏi cái tứ đà hàm, tu đà hoàn tứ đà hàm, nhưng mà mình còn chưa được là a la hán. Thì tức là cái tâm đó là gọi là ngã màng, chứ còn không phải là cái ngã màng như ngã màng của mình bình thường đâu. Và cái trào cử này cũng không phải trào cử như là cái trào cử của mình mà tham muốn cái này tham muốn cái kia nữa đâu. Mà cái trào cử của ở đây đó là cái trào cự của cái người vẫn còn là cái tâm là muốn đạt đấy. Thế thì tất cười như thế này, nếu mà cái vị đó đừng có so sánh gì cả, vị đó buông ra đừng có nói là mình sẽ đạt thành gì nữa, và vị đó buông ra đừng có còn trào cự gì nữa, thì vị đó lại là A-la-hán. Có phải tất cười không? Mà chính bởi vì cái vị đó cứ nghĩ rằng là sao mình chưa bắt cầu A-la-hán,
Chính vì vậy mà không đặt quả A-la-hán. Điển hình là ngài A-na. Ngài A-na là ngài là trong khi chư tăng kết tập tâm tạng á, thì ngài là cố gắng làm sao mà để mà đắc quả A-la-hán, để mà vô được cái kết tập tâm tạng. Bởi vì á, điều kiện vô kết tập tâm tạng là phải là toàn vị A-la-hán thôi, mà ngài vẫn chưa đắc được quả A-la-hán, cho nên ngài cố gắng hết sức để mà đắc quả A-la-hán thì không đắc được. Có thể mệt quá rồi, cái thôi buông ra bà nằm xuống, cái đầu mới chấm cái gối một cái là đắc quả A-la-hán liền. Tức là buông cái cái mà buông cái cái so sánh là mình chưa đắc, buông cái cái mà mình muốn đắc thì nó lại là đắc. Cho nên thầy mới nói là cái suốt cả cái pháp mà của thầy hướng dẫn đó là vẫn là một chữ buông. Toàn bộ cái chương 9 mà thầy viết là ba la mật á, là thầy nói là buông ra, buông xuống là bờ. Cái chữ parami á là thầy dịch là buông xuống là bờ, bởi vì chữ parami là đến bờ kia. Nhưng mà đến bờ kia thì mình cứ tưởng là mình phải từ đây rồi mình phải lặn lội để mà qua tới bờ kia. Mà khi mình nghĩ còn nghĩ như vậy thì nó vẫn còn sai. Cho nên á, bờ kia chính là buông xuống, buông cái bạn ngã xuống thì là ngay đó là bờ. Cho nên chính khi mà ngài A Nan buông xuống cả thì đắc quả A La Hán, mà ngài muốn đắc quả A La Hán thì làm hoài cũng được. Đó là một cái bài học rất là quan trọng. Cho nên á, mình thiếu sự buông xuống đó, mình nó là cái người mình mà vẫn cứ là còn luân hồi sinh tử mãi á, là bởi vì vẫn cứ còn quá nhiều cố gắng mà chưa chịu buông xuống. Thực ra buông xuống á thì là ngay đó là đã xong, mà mình không chịu buông xuống. Cho nên á, cái này là buông xuống. Khi buông xuống hoàn toàn rồi thì lúc đó mới thực sự là chấm dứt hoàn toàn vô minh. Vô minh là vô minh cả trong vô thức lẫn bên ngoài, là không còn gì nữa. Còn bây giờ ví dụ như mình chánh niệm tỉnh giác là trên cái ý thức á, là mình là minh, nhưng mà trong vô thức á, thì vẫn cứ còn vô minh. Cho nên nếu mà mình thiếu chánh niệm một cái tỉnh giác một cái á, vô minh sang vô liền. Nhưng mà bây giờ một vị A La Hán hay là Đức Phật á, thì cho dù buông ra muốn làm gì thì làm, nó vẫn cứ minh. Bởi vì bây giờ không còn có một cái gì để che lấp được cả. Đối với các vị đó không còn một cái gì để che lấp được cả, cho nên vẫn là cứ minh như thường, chứ không có sao cả. Có một cái người đến hỏi Đức Phật, đến hỏi đạo Đức Phật, thì Đức Phật hỏi người đó là nói là thầy của ngươi là dạy gì. Thì cái người ngoại đạo đó nói là thầy của con á là dạy là, tức là dạy cái biết, tức là thường biết. Sau khi trả lời xong rồi thì cái người ngoài đạo nó hỏi lại Đức Phật, nói là bạch Thế Tôn, thế còn Đức Thế Tôn thì dạy cái gì? Đức Phật nói ta cũng dạy biết. Thế Đức Phật ngài hỏi cái ông kia, thế thì thầy của ngươi dạy biết như thế nào? Thì ông kia ông trả lời, nói thầy con á là dạy là lúc nào cũng biết hết, tức là không khi nào mà không biết. Đến hỏi lại Đức Phật thì ngài nói là ta khi nào cần biết thì biết, mà không cần biết thì thôi. Thế nào ta cần biết không biết, mà cần biết thôi, chứ biết hoài làm gì, phải không? Biết hoài làm gì? Cho nên á, bởi vì bây giờ đối với Đức Phật á, không còn có gì mà là vô minh được cả. Thì có người nói thầy á, là ví dụ bây giờ mình nói là mình buông, mình chánh niệm tỉnh giác, thì công nhận là ngay đó, là ngay đây á là có thể là niết bàn. Thì bây giờ theo lý luận như cũng được đi, thì ngay đây á là mình không còn tham sân si gì, ngay đây mình chánh niệm tỉnh giác, đúng chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó là đạo đế, diệt đế. Còn mà đúng là tham sân si, bằng ngã tham sân si, thì lúc đó là tập đế khổ đế. Thì trong 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 tứ diệu đế nó nói rõ ràng như vậy, thập nhị nhân duyên cũng nói rõ ràng. Hệ minh thì không có là hành thức danh sắc lục nhập gì hết, mà hễ mà không minh thì nó sinh ra hành thức danh sắc lục nhập, tức là sinh ra luân hồi sinh tử. Mà minh thì ngay đó không có luân hồi sinh tử. Thế nhưng mà bây giờ nếu như vậy á thì lúc ngủ á đâu có minh đâu. Lúc ngủ không có minh là lúc đó là sao? Như có người hỏi như vậy. Thầy nói là bây giờ Đức Phật đắc đạo quả niết bàn rồi đó, thì khi ngài ngủ sao?
ngài ngủ đang vẫn niết bàn thôi chứ đâu có phải là hệ mà ngủ là hết niết bàn, phải không? Cho nên á, vấn đề không phải là ngủ hay không ngủ, mà vấn đề là cái người đó còn vô minh hay là không còn vô minh. Thế thì khi mà không còn những cái dây trói buộc này nữa thì cái người đó hoàn toàn tự tại giải thoát. Thì mình học cái này để làm gì? Để thứ nhất á, là mình đừng có đạt tới một cái gì đó rồi mình tưởng là mình là ghê gớm. Mà thầy á, cái không có hề nói là đạt được cái gì, mà thầy chỉ nói là ngay tại đây phải trở về với chính mình để mà thấy ra chính mình thôi. Còn cái chính mình lúc đó có thể tham sân si, chứ thầy không có nói là hễ mà trở về chính mình cái là thành Phật liền, không, thầy không nói vậy. Có thể là trở về là tham sân si, nhưng mà ít ra là khi mình trở về mình mới thấy được tham sân si. Mà hễ thấy được tham sân si tức là mình, tức là chánh niệm tỉnh giác. Thầy chỉ nói vậy thôi, chứ thầy không có nói là mình trở về một cái thì mình là cái gì cái gớm, không có nói như vậy. Như vậy là mình đã thấy được cái sự trói buộc để cho mình đánh giá được là cái sự tiến bộ trong sự tu tập của mình nó còn những cái ràng buộc gì. Mà nhưng mà đừng có vội vàng mà nói là hệ mà còn tham sân si thì lo mà cố gắng mà diệt tham sân si, bởi vì cố gắng diệt tham sân si đó cũng là bản ngã. Cho nên là đoàn trừ phiền não trùng tăng bệnh, bởi vì đem bản ngã mà diệt tham sân si thì cũng như không. Tức là lấy dầu mà người ta lửa nó cháy vậy, mà lấy dầu mà đừng mà dập lửa, lấy dầu mà đổ vô mà cho rằng là dập lửa thì nó là sẽ bùng lên thêm. Cho nên lấy cái bản ngã tham sân si để mà diệt tham sân si thì chuyện đó không thể. Mà bây giờ tham sân si thì không có cách nào khác là trở về ngay nơi cái tham sân si đó mà thấy. Ta đừng có làm gì hết trơn, trở về ngay đó mà thấy là được rồi. Mà hết thấy được tham sân si tức là chánh niệm tỉnh giác, thấy tham sân si tức là giới định tuệ.